Xin chào thì các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một cái nốt hương mà là đại diện của đàn ông trong xã hội trong rất nhiều thập kỷ qua, đó chính là thuốc lá. Nhắc đến hai cụm từ này thì chắc chắn là khá nhiều bạn nữ hay những người không hút thuốc sẽ nhăn mặt quay đi và tắt video này. Hay là khi bạn đang vào trung tâm thương mại, bạn tìm một chai nước hoa và bạn hỏi nốt hương chính của nó là gì, mà được nhân viên giới thiệu là nó là nốt hương thuốc lá, bạn sẽ đặt ngay nó xuống. Nhưng mà đừng, thực sự là các bạn đang bỏ đi một phần rất hấp dẫn của thế giới mùi hương này. Bởi vì như nào nhở? Với mình, thuốc lá ở trong nước hoa nó khác hoàn toàn thuốc lá ở ngoài cuộc sống hàng ngày. Nếu như cuộc sống hàng ngày những người đàn ông tìm đến những điếu thuốc lá để xả sự stress, để vơi đi những cái nỗi buồn không thể tâm sự cùng ai, hay sang trọng hơn thì là những cái điếu xì gà được cuốn bằng những cái nguyên liệu đắt đỏ để thể hiện cái sự đẳng cấp, cái sự giàu có của mình, thì tất cả của chúng khi đốt lên nó đều mang đến một cái mùi hương có thể làm những người xung quanh khó chịu. Nhưng mà với nước hoa, với thuốc lá ở trong nước hoa thì nó thực sự lại khác. Và mình là một người không hút thuốc, nhưng mình lại để dành tiền để mua những chai nước hoa có nốt hương thuốc lá. Và chai nước hoa đầu tiên mà mình sở hữu có nốt hương thuốc lá đó chính là chai nước hoa Dolce & Gabbana The One. Đây, trên tay mình đang cầm là phiên bản Eau de Parfum hay gọi là EDP. Và mình nghĩ là sau khi các bạn xem hết video này thì các bạn sẽ thay đổi cái quan điểm về cái nốt hương thuốc lá ở trong nước hoa, và biết đâu bạn lại thích cái mùi hương này. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Trên tay mình đây đang là phiên bản Eau de Parfum hay gọi là EDP của The One. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó có màu đen khá là tối ở đây. Nó khác với phiên bản gốc của nó bên này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy phiên bản gốc của nó sẽ có cái màu nó sáng hơn một chút, và cái nắp này nó là màu đen. Màu đen nó luôn mang đến cái sự bí ẩn và cái sự hấp dẫn lôi cuốn đối với người khác. Chai nước hoa Dolce & Gabbana The One này nó có một cái mùi hương ban đầu cực kỳ là lịnh mũi luôn. Nó là cái vị ngọt sắc và cái vị hơi cay nhẹ của húng quế ở bạch đậu khấu. Tất nhiên đằng sau, lẩn quất đằng sau nó vẫn là thuốc lá. Thuốc lá thì trời trực để bốc lên. Thuốc lá ở đây nó không ngái, nó không sộc thẳng vào mũi bạn, mà nó khá là nhẹ nhàng, nó gần như là không có khói. Và thực sự đây là một cái mùi hương ăn tiền ngay nốt đầu tiên. Nó sẽ khiến bạn, khi bạn xịt ra và bạn thử, thì thực sự là bạn sẽ bỏ tiền ra bạn mua chai nước hoa này ngay. Nhưng mà với mình luôn nói với các bạn rằng là đừng đánh giá một chai nước hoa qua nốt hương đầu tiên. Tại vì rất nhiều perfumer có biết cách đánh vào cái thị yếu của người sử dụng, đó là những cái nốt hương đầu tiên bạn có thể cảm nhận sơ sài, bạn có thể cảm nhận những cái nốt hương sau một cách sơ sài, nhưng mà bạn cảm nhận cái nốt đầu tiên mà bạn quyết định mua ngay. Và đây là một chai nước hoa đúng với tính chất như vậy. Và khi dry down xuống, nếu bạn là một người háo ngọt thì The One sẽ làm tốt được cái mục đích đó. Và cái vị ấm lên của gừng và cái vị ngọt của hổ phách làm cho thuốc lá, đối với mình cảm thấy là cái thuốc lá ở đây nó sẽ bị mờ dần và sẽ là cái vị ngọt lử của hổ phách và cái vị ấm của gừng hôi và bạch đậu khấu. Nó không còn thuốc lá ở trong này nữa. Cái thuốc lá nó chỉ ở hiển diện ban đầu thôi. Mình thì thực sự là mình không thích cái mùi hương này ở những cái nốt dry down, nhưng mà cái top nốt của nó thực sự là ăn tiền, thực sự là ghi điểm của mình rất lớn. Nó như kiểu là một cái cuộc chơi, nhưng mà khi bạn chơi chưa hết là bạn đã hết tiền rồi. Đó, nếu mà mùi hương này đi theo cái hướng phát triển theo một cái hướng khác, theo cái hướng là thuốc lá về sau, thì mình lại cực kỳ yêu thích chai nước hoa này. The One mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn làm văn phòng khá là bảnh bao, khá là điệu đà, chỉn chu và đặc biệt là rất là sát gái. Bởi vì cái mùi hương này mình cho khá nhiều bạn nữ gửi và mình thấy chưa thấy bạn nào chê cả. Và cái mùi hương này mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn sử dụng trong những cái mùa thu hay mùa đông, hoặc là thời tiết mát mẻ, hoặc là trong những cái không gian hẹp. Bởi vì cái sức sát thương của với những người khác giới của cái mùi hương này nó thực sự là kinh khủng. Như kiểu bạn sử dụng trong những cái bar pub hay là những cái buổi tiệc ở trong nhà vậy, thì thực sự là mùi hương này sẽ làm cái lựa chọn mà gây được ấn tượng rất tốt. Về cái độ bám tỏa của chai nước hoa The One này thì mình từng đã sở hữu qua phiên bản Eau de Toilette, và đây là phiên bản Eau de Parfum. Đó, thì cái độ tỏa hương thì nó cũng khá là tốt, và mình khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay. Nhưng cái độ lưu hương thì thực sự nó rất là kém. Trên da mình cả hai bản nó chỉ bám được khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Nhưng mà mình nghĩ là
họ làm ra những chai nước hoa này cũng mới có mục đích đặc biệt, đó là nếu như bạn đi bar, đi pub hay là đi những cái bữa tiệc ở trong nhà thì bạn không thể nào uống rượu hay là bạn không thể nào vui chơi trong đó khoảng tầm 9-10 tiếng được, mà bạn chỉ chơi được tầm 3-4 tiếng thôi là bạn đã say mềm và bạn chả biết gì rồi. Có lẽ đấy là mục đích của nhà nước hoa Dolce & Gabbana này, nó cũng như cái chất của nhà này vậy, đó chính là sang, chơi, chảnh, nhưng mà chất thì mình nghĩ là không có. Và nó không như những cái nốt hương thuốc lá khác, đó như kiểu là thuốc lá với mật ong, thuốc lá với vani, thuốc lá với rượu. Nó sẽ đưa bạn đến những cái mê cung mà bạn cần thời rất nhiều thời gian để có thể thoát ra khỏi đó. Nhưng mà với dầu oan thì bạn có cảm giác là bạn sẽ đi tàu lượn. Đó, một cái mùi hương mà từ đầu đến cuối chỉ diễn ra khoảng tầm 5 tiếng, mà đặc biệt là cái mùi hương thuốc lá luôn mà chỉ diễn ra như vậy, thì bạn thử nghĩ xem là bạn thích đi tàu lượn hay là bạn thích đi mê cung. Nói đi thì vẫn phải nói lại, mình thì mình chê thế thôi. Đây là cái cảm nhận cá nhân của mình và các bạn chỉ nên tham khảo thôi. Chứ thực ra đây là một chai nước hoa bán rất chạy trên thị trường rất nhiều năm qua. Và ngoài cái thương hiệu nổi tiếng, bạn sẽ được sở hữu một cái mùi hương, nó có mang cái nốt hương thuốc lá, nó rất là dễ dùng, dễ nịnh mũi, và đặc biệt là rất là cuốn hút những người xung quanh. Và đây còn là một cái bước khởi động đầu tiên nếu như bạn muốn tìm hiểu cái nốt thuốc lá ở trong nước hoa. Vậy bạn thấy thuốc lá ở trong nước hoa như nào? Thuốc lá của dầu ăn ra sao? Hay là bạn đã có những cái nốt hương thuốc lá nào khác? Thì hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và share để những cánh đàn ông chúng ta có thêm một thứ vũ khí để có thể chinh phục được chị em phụ nữ. Xin chào và hẹn gặp lại.